Sáng nay, ngày 4 tháng 6, Tập đoàn Thế giới Di động chính thức khai trương cửa hàng Topzone đầu tiên của tỉnh Long An, tọa lạc tại tỉnh Lộ 10, đối diện khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa. Topzone là sự hợp tác giữa Apple và Thế giới Di động, mang đến cho khách hàng nhà táo không gian trải nghiệm mua sắm đẳng cấp chính hãng, với phiên bản cửa hàng ủy quyền chính thức, được nâng cấp và cập nhật mới nhất khi đưa về Việt Nam, vận hành 100% theo đúng chuẩn cao cấp của Apple. Tiêu chí là khách hàng đến Topzone đều được phục vụ với chất lượng, phục vụ là tốt nhất, và đó cũng là cái kim chỉ nam của Thế Động từ xưa đến nay. Và cái chính sách bảo hành của Topzone cũng giống như Điện Máy Xanh và Thế Động. Và rất là hào hứng khi mà khai trương cửa hàng Topzone đầu tiên của tỉnh Long An tại ngã ba Tân Đức, huyện Đức Hòa, và mong đợi là mang đến nhiều cái thú vị cho khách hàng đến trải nghiệm và mua sắm. Ngoài iPhone, iPad, MacBook, cửa hàng Topzone còn trưng bày và bán các sản phẩm như là Apple TV, iPad, Apple Watch và các loại phụ kiện chính hãng khác. Nhân dịp khai trương, Topzone Long An có các chương trình khuyến mãi như là tặng voucher, quà tặng công nghệ và ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho khách hàng đến tham quan và mua sắm.